thuyết một gen một chuỗi polypeptide phát biểu rằng mỗi gen chịu trách nhiệm tổng hợp một chuỗi polypeptide. Một chuỗi polypeptide có thể là thành phần hay bản thân nó là một enzyme hay một loại protein không phải là enzyme. Các thí nghiệm về hemoglobin là một loại protein không phải là enzyme đã cung cấp những bằng chứng cho thấy các gen quy định cấu trúc của tất cả các protein. Hemoglobin là protein có trong tế bào hồng cầu làm nhiệm vụ vận chuyển oxy. Protein này có phổ biến trong máu và dễ dàng phân lập và tinh sạch. Hemoglobin được mã hóa bởi hai gen khác nhau gọi là alpha globin và beta globin. Dạng hemoglobin hoạt động gồm có 4 chuỗi polypeptide là 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi beta, mỗi chuỗi được gắn với một nhân hem. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là một bệnh di chuyển ở người mà đó tế bào hồng cầu mất cấu hình không gian dạng đĩa dẹp bình thường và chuyển sang dạng có hình lưỡi liềm. Hiện tượng này là do một đột biến xảy ra trong gen beta globin mã hóa cho chuỗi polypeptide beta của hemoglobin. Những người đồng hợp tử về đột biến này bị mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, trong khi đó những người dị hợp tử thường không mắc bệnh, nhưng được coi là những người có tình trạng hồng cầu hình liềm. Tình trạng hồng cầu hình liềm thường không biểu hiện trạng thái bệnh lý trừ khi những người này ở trong điều kiện môi trường có hàm lượng oxy giảm đột ngột, chẳng hạn ở vùng độ cao hơn nhiều so với mặt nước biển. Các tế bào hồng cầu hình liềm thường kém bền so với các tế bào hồng cầu bình thường, vì vậy dẫn đến chứng thiếu máu. Các tế bào hồng cầu hình liềm cũng kém linh hoạt hơn so với tế bào hồng cầu bình thường, vì vậy nó có xu hướng gây nên chứng nghẽn mạch, làm suy yếu hệ tuần hoàn và gây nên trạng thái thiếu oxy của tế bào. Sự thiếu oxy trong hoạt động hô hấp tế bào dẫn đến nhiều bệnh lý ở các mô và cơ quan khác nhau như suy giảm chức năng thần kinh, suy nhược cơ thể, thiếu máu, suy yếu chức năng thận, tiểu đường, viêm phổi, suy yếu tụy và các bệnh tim, v.v. Sự khác biệt giữa tế bào hồng cầu hình liềm và các tế bào hồng cầu bình thường chính là do sự khác biệt trong chuỗi polypeptide beta của chúng gây ra. Điều này có thể nhận thấy khi phân lập hemoglobin từ 3 nhóm cá thể, những người bình thường, tức là những người không mang allele đột biến, những người dị hợp tử, tức là những người mang một allele đột biến, và những người mắc bệnh, tức là những người đồng hợp tử về allele đột biến. Sau khi ly tâm hemoglobin, có hai dạng protein xuất hiện, đó là HBA là dạng hemoglobin bình thường có chuỗi beta kiểu dại, còn HBS là dạng có chuỗi beta đột biến và là nguyên nhân gây ra tế bào hồng cầu hình liềm. Hemoglobin từ những cơ thể không mang allele đột biến có kiểu gen là beta A dịch chuyển chậm hơn trên bản gen điện di so với hemoglobin thu được từ những người bị bệnh có kiểu gen là beta S. Hemoglobin thu từ những người mang kiểu gen dị hợp tử beta A beta S sẽ có cả hai dạng HBA và HBS. Như vậy, thiếu máu hồng cầu hình liềm là do một đột biến làm thay đổi protein của hemoglobin. Trong thực tế, HBA và HBS chỉ khác biệt nhau một axit amin duy nhất trong chuỗi beta, đó là sự thay thế axit glutamic bằng valine tại vị trí axit amin số 6 trong số 146 axit amin của protein này. Sự thay thế axit amin này làm thay đổi điện tích của hemoglobin và dẫn đến việc nó đóng gói cấu hình theo cách khác và làm tế bào hồng cầu có hình liềm. Những thí nghiệm trên đây cho thấy trình tự axit amin của một chuỗi polypeptide thuộc một phân tử protein không có bản chất enzyme cũng được mã hóa bởi gen. Một đột biến trong gen gây ảnh hưởng đến cấu trúc của chuỗi polypeptide dẫn đến những thay đổi đáng kể trong biểu hiện chức năng của protein.